Ngô Quyền phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ di chuyển tài sản của các hộ dân tại chung cư A7, A8 Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền đến nơi tạm lánh. Nguy cơ ô nhiễm môi trường và dịch bệnh từ các bãi tập kết phế liệu. Phở treo, một hoạt động từ thiện mới giúp sẻ chia khó khăn và lan tỏa giá trị nhân văn nhân ái. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Vừa qua, quận Ngô Quyền phối hợp với các ngành chức năng tổ chức hỗ trợ di chuyển tài sản của các hộ dân tại chung cư A7, A8 Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền đến nơi tạm lánh. Cơn bão số 3 đổ bộ vào thành phố Hải Phòng vừa qua đã khiến các khu chung cư A7, A8 Vạn Mỹ, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền bị ảnh hưởng nghiêm trọng, không đảm bảo điều kiện sử dụng, khiến các hộ đang sinh sống tại đây không an tâm. Các cấp chính quyền hỗ trợ người lên để hộ người dân, thì mỗi hộ là một người và có 7 hoặc 8 cán bộ lên cùng mình để chuyển đồ, để đảm bảo an toàn cho người dân. Mới hỗ trợ dân, cho dân đỡ khổ phần nào. Đấy, rồi là mong muốn người dân bây giờ chỉ có nhà chỗ ở mới, như Thủ tướng Phạm Minh Chính ý, là nói là chỉ mục đích cho dân ấm no hạnh phúc mà chỗ ở mới thôi, chỗ ở cũ. Cảm xúc của tôi lúc này thì thật là vui và hạnh phúc là được nhận nhà mới. Tôi chuyển đồ về HH1 thì tôi thấy rằng là những cái đồ đạc của tôi thì nói chung là các đồng chí công an bộ đội là cũng rất là nhiệt tình và không có cái gì là sất mẻ và mất mát gì cả. Quận Ngô Quyền phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng, đồng thời huy động phương tiện, thiết bị hỗ trợ người dân di chuyển tài sản. Việc di chuyển tài sản sẽ tiếp tục được tiến hành đến hết ngày 24 tháng 9. Cơn bão số 3 qua đi, nhưng những hậu quả nặng nề do cơn bão để lại thì vẫn còn rất lớn, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Thống kê đến ngày 14 tháng 9, bão số 3 đã gây thiệt hại cho thành phố gần 11.000 tỷ đồng, trong đó riêng lĩnh vực nông nghiệp là hơn 5.700 tỷ đồng. Vì vậy, để khắc phục hậu quả mưa bão, từng bước khôi phục hoạt động sản xuất nông nghiệp, bên cạnh sự nỗ lực của người nông dân thì rất cần những cơ chế chính sách hỗ trợ động viên kịp thời. Hợp tác xã Nông trại Vui vẻ, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh là một trong những đơn vị đi tiên phong với mô hình sản xuất rau quả sạch an toàn kết hợp với du lịch trải nghiệm. Hợp tác xã có 3 hectare đất nông nghiệp, được đầu tư xây dựng hệ thống nhà lưới, áp dụng công nghệ tưới nước tự động để trồng các loại rau củ ăn quả theo hướng hữu cơ. Ngoài ra, hợp tác xã còn trồng 200 gốc nho hạ đen, ổi cùng với các loại hoa và cây cảnh. Tuy nhiên, sau cơn bão, tất cả đều bị hư hỏng thiệt hại. Sau khi mà mưa bão qua đi thì cũng đã có các cô, các chú cũng như các anh, các chị công nhân và các thành viên của hợp tác xã cũng xuống đây cũng hỗ trợ để bắt đầu các công tác về dọn dẹp, vệ sinh cũng như là sửa chữa lại một số các cái phần trọng yếu để chuẩn bị cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là nông nghiệp được quay trở lại. Hợp tác xã đầu tư phát triển sông Giá, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên có hơn 4.000 m2 nhà lưới, nhà màng, chuyên trồng các loại dưa kim hoàng hậu, dưa lưới, dưa chuột theo hướng hữu cơ. Cơn bão số 3 vừa qua, toàn bộ diện tích nhà lưới, nhà màng và một số công trình phụ trợ bị đổ sập. 1.500 gốc dưa chuẩn bị cho thu hoạch đã bị hư hỏng, tổng thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng. Trong cái quá trình sản xuất nông nghiệp này là chúng tôi cũng đã phải tận dụng hết cái nguồn lực, những cái khả năng của bản thân rồi. Thế mà cái thiên tai này nó hoàn toàn là bất ngờ và là gây cái tổn thất nó quá lớn. Thế thì bây giờ để mà có thể mà tiếp tục quay trở lại mà xây dựng lại gần như là bây giờ là từ đầu rồi thì cần một cái sự hỗ trợ về vốn thì chúng tôi mới có khả năng để phục hồi được. Chứ còn nếu mà không thì cái sự phục hồi này nó cũng sẽ rất là lâu. Khôi phục hoạt động sản xuất nông nghiệp mất nhiều thời gian hơn các ngành lĩnh vực khác do liên quan đến mùa vụ, con, cây giống. Vì vậy hiện nay, các trang trại, nông trại trước mắt đang tập trung thu dọn hậu quả cơn bão. Sau đó sẽ từng bước khôi phục hệ thống nhà lưới, nhà màng, chuẩn bị giống để gieo trồng theo khung thời vụ. Tuy nhiên hiện nay, các nông trại, trang trại, các hợp tác xã và người nông dân đang rất cần sự hỗ trợ kịp thời về vốn, cơ chế chính sách phù hợp để có thể sớm hoạt động sản xuất bình thường trở lại. Đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán 2025, Vietnam Airlines Group mở bán sớm gần 1,5 triệu chỗ trên toàn mạng bay nội địa cho giai đoạn đi lại từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 12 tháng 2 năm 2025, tức là ngày 14 tháng Chạp đến ngày 15 tháng Giêng. Đây là đợt mở bán vé đầu tiên trên cơ sở phê duyệt lịch bay hiện tại của nhà chức trách. Vietnam Airlines và các hãng sẽ thường xuyên theo dõi nhu cầu thị trường, nguồn lực đội tàu bay, phân bổ từ Cục Hàng không Việt Nam để mở bán các đợt tiếp theo và công bố rộng rãi cho người dân chủ động, thuận tiện đi lại cuối năm.
các đường bay cao điểm dịp Tết Nguyên đán 2025 sẽ tập trung giữa ba thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh với nhiều tỉnh thành như Hải Phòng, Vinh, Thanh Hóa, Huế, Quy Nhơn, Nha Trang, Pleiku, Đà Lạt, Buôn Ma Thuột, Phú Quốc. Hành khách có thể mua vé Tết 2025 từ ngày 16 tháng 9 trên website, ứng dụng di động, các phòng vé hoặc các đại lý chính thức của Vietnam Airlines. Để thuận tiện đi lại và có lịch trình như ý muốn, Vietnam Airlines khuyến khích hành khách cần chủ động lên kế hoạch và đặt chỗ mua vé sớm, đồng thời tránh mua phải vé giả, vé bị nâng giá trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán. Các hãng cũng khuyến nghị khách hàng mua vé trên website, ứng dụng di động, phòng vé và đại lý chính thức. Sau bão lũ là thời điểm mà người dân phải đối mặt với ô nhiễm môi trường do các loại rác thải, xác súc vật phân hủy, nguồn nước bị ô nhiễm. Và các khu tập kết phế liệu cũng là một trong những nguyên nhân làm trầm trọng hơn tình trạng trên. Nếu không được xử lý kịp thời thì không chỉ mất mỹ quan đô thị, gây ô nhiễm môi trường, còn kéo theo dịch bệnh ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Những đống phế liệu ngổn ngang, chất đống thành các bãi lớn ở ven đường, hay cũng có thể dưới chân cột điện như thế này. Theo người dân sống trong khu vực, do phế liệu nhiều và được tập kết ngoài trời nên khi mưa xuống, nước ngập cao, tràn lên phế liệu có lẫn các loại chất thải khác nhau. Trong khi đó, đa số các cơ sở kinh doanh phế liệu chưa đầu tư hệ thống xử lý nước thải đúng quy định. Vì thế, nước thải chảy ra môi trường, gây ô nhiễm đất và nguồn nước, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Hiện nay thì đối với các cái khu vực tập kết phế thải, rác thải, phế liệu, nguy cơ tiềm ẩn của việc gây ô nhiễm môi trường do các cái phế thải, phế liệu cũng như là các cái hàm lượng kim loại, chứa các cái hàm lượng kim loại và một số các cái chất độc hại có thể theo nước ngấm xuống dưới đất gây ra cái ô nhiễm cái môi trường đất và môi trường nước nước ngầm. Đây là một trong những cái mà nguy cơ mà nó có khả năng gây ra những cái bệnh mãn tính, những một số các cái bệnh về ngộ độc rồi là một số các bệnh về ung thư. Nếu như mà cái môi trường đất và môi trường nước sẽ bị ô nhiễm kéo dài. Phường Tràng Minh là nơi có hoạt động mua bán, thu gom, phân loại và tập kết phế liệu thuộc diện lớn nhất Hải Phòng. Tại đây cũng tồn tại những bất cập về quản lý, sử dụng đất đai, ô nhiễm môi trường. Trước thực trạng đó, chính quyền địa phương cần tăng cường rà soát, giám sát các bãi phế liệu, rác thải tập trung trên địa bàn. Bên cạnh đó, có các giải pháp, phương án xử lý rác thải, tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, đảm bảo vệ sinh môi trường. Trao đi trái tim thiện nguyện, giúp đỡ cộng đồng như một lời tri ân với cuộc đời, tấm lòng thâm thảo của những người con đất cảng đã lan tỏa tình yêu thương, sự sẻ chia tới hàng nghìn người nghèo khó, giúp họ vơi bớt nhọc nhằn cuộc sống. Phở treo là hình thức hoạt động từ thiện mới. Thực khách khi đến ăn có thể tự nguyện đóng góp thêm tiền để treo một hoặc nhiều bát phở chất lượng tiếp theo, giúp đỡ người già, khuyết tật. Những công nhân, người lao động mưu sinh thu nhập thấp, không đủ khả năng để chi trả bữa ăn. Đưa phở treo về Hải Phòng, anh Đặng Văn Cường, trưởng ban thiện nguyện Hội Đầu bếp chuyên nghiệp Hải Phòng, mong muốn san sẻ, lan tỏa yêu thương qua mô hình này. Tôi thấy Sài Gòn và Hà Nội, đấy, người ta treo lên là phở treo, thì cái câu chuyện phở treo thì nó học từ một cái ly cà phê của người Ý. Người ta làm vậy thì mình thấy nó, tôi thấy nó là rất là nhân văn. Thì là tôi sẽ cũng đưa lên là phở treo để làm sao để lan tỏa cho tất cả các nhà hàng quán khác, mà hy vọng mà tất cả nhà hàng quán khác đều làm được phở treo thì sẽ giúp đỡ được rất nhiều cái mảnh đời còn khó khăn ở ngoài kia. Nên là tôi quyết tâm tôi đưa lên cái chữ phở treo đó là thế. Để mọi người có thể hiểu rõ hơn về mô hình phở treo, anh Cường lắp đặt bảng thông báo, ghi chú địa điểm, suất ăn miễn phí ngay tại cửa quán để người khó khăn dễ nhận biết và tìm đến. Số tiền khách gửi lại cũng tùy tâm, có thể bằng giá một bát phở hoặc ít hơn, nhưng quán cam kết vẫn chuẩn bị những phần ăn đầy đủ, chất lượng cho người có hoàn cảnh khó khăn. Quán phở của anh Cường cũng là nơi anh cùng với bạn bè của mình thường xuyên tụ họp, cùng nhau chuẩn bị nhiều suất ăn thơm ngon, giàu dinh dưỡng và các loại bánh kẹo, sữa tươi đều dùng cho các cháu mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt đang được nuôi dưỡng tại các làng trẻ, cơ sở nuôi dưỡng trên địa bàn thành phố vào mỗi dịp lễ Tết. Những suất cháo miễn phí được dành tặng định kỳ, hàng tuần, hàng tháng cho các bệnh nhân.
Những hoạt động thiện nguyện mà các anh đang triển khai đã góp phần nhân lên những việc thiện, lan tỏa yêu thương và những giá trị nhân ái không thể đong đếm bằng vật chất, là động lực để những mảnh đời khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Hải Phòng hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này ngày mai.